cái này của ông Đức. Của Đức thì mới 4 giờ ông mạnh lắm. Cái này đo nó chính. Của Đức nó mạnh hơn hả? Mẹ sao mà dặn hoài không ra cầm á. Kìa xuống, để xuống nó mới đứt cái đó nó mới mới ra. Làm hình thức như chai dầu vậy đó. Kìa nó mất mấy xăng rồi chứ giờ tôi dặn muốn chết luôn nó không ra kìa. Dặn dặn muốn cầm tay luôn, kỹ biết. Cái nào? Một. Mấy xăng á. Ờ. Dặn nó chịu ra. Cái hắn này chuẩn rồi nè. Đâu rồi, lấy cái đó đỏ đi. Tám đồ. Mà nào, đầy quá, đầy chứ. Đó mày cầm gì mày cầm mấy chén ngọn nữa mà tao con ta dò mới dưới đồ. Này nè. Nó giữa giữa cái này nè. Ờ. Nó là nhiều cái này mấy dừa nè. Ừ. Có nhiều đồ tám. Nó hay lạc hơn cái đó đó. Phải 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 đo pH không? Coi so cái mà bản đo pH không? Có rồi anh đâu so. Anh ổ 2. Bên đây nè, lập bên đây nè. Đó. Nè pH đây nè. Rồi, 80. Chắc này được rồi nè, chắc này 10 giờ đã 80 được rồi. Ừ. Đập cái đó. Nó 10 giờ. Sao? Rồi cái nón bi hay gì cái này vàng mọ. Sao? Dặn lại đi. Để anh dặn cho anh bé này. 6 giọt thuốc thử 2. Tươi gai. Ôi ôi. Rồi. Có vị gì vậy? Nó không có ấy quá. Bỏ thêm 2 muỗng kia nữa. Gì muỗng lượng gì nữa. 2 muỗng nãy chị nghe đó. Ừ. Lượng muỗng lượng chứ ba. Tao cho thêm miếng uống cà phê cho rồi. Rồi đóng nắp lắc đều mấy muỗng? Mấy muỗng? 2 muỗng phải không? 1 muỗng à. Muỗng. Muỗng 1. 3 em muốn lượng cho 3 1 muỗng. Muỗng thì yếu rồi. Cho muỗng. Chút nữa thì yếu. Đồ ăn vàng chỗ này chết luôn. Thầy lật cái đó lại coi coi đó. Rồi lắc đều đợi 5 phút đi. Rồi để đợi 5 phút đi để coi. Cái đó đo cái gì? Năm phút nữa mới được. Đợi 5 phút. Cái này lên. Ta hướng dẫn sử dụng này. Y như kèm vậy thôi. Nhỏ đi. Nhỏ đếm. Đó. Rồi bắt đầu nó chuyển màu là chuyển sang màu xanh lá cây ngưng á. Chưa chuyển. Ở đây không thích hợp với cái đó. Hết chai luôn. Hồi chế rồi lấy chai trở lại. Qua đó. Hoài tới đi. Người ta nhân nó biết nhân ra như cái màu xanh. Lầm. Hết chai luôn 16. Hết, thôi ngưng được rồi. Vậy, ngưng nghỉ cho biết đó. Quan trọng là cái chai bự đó. Quan trọng là cái chai bự đó, đâu có gì chứ. Biết. Trong quá trình nuôi tôm mình đâu nghĩ rằng chỉ có kiềm với pH không là nó ổng đâu. Nó tiêu rồi tới cái pH này. Cái đó là nụ ba. Miếng ruộng nào mà gom nhớ nhiều là bảo đảm ruộng đó là cái nhiều nó mới đọc tiếng tốt. Cái tép màu này vàng này là của Đức. Cái này là tép, cái tép này là đo chuẩn nhất. Còn tép Việt Nam của mình thì đo thường thường là nó lớn hơn cho là trên dưới khoảng 3 đến 5 đơn vị. Tép Việt Nam của mình bây giờ nhỏ một giọt á là nó lệch hơn với tép chuẩn này. Không, còn giai đoạn này là mình đo chứ mình tính cử chiều thôi chứ cử sáng mình đo không được nha. Điểm này 2 giờ nè.
đo môi trường, đo pH và đo kiềm á, đo môi trường, đo pH là 7 giờ 7 rưỡi sáng. Còn á, là chất chiều là 2 giờ chiều là mình đo phù hợp nhất. Cái dao cái ngưỡng nó dao động là phù hợp nhất. Còn kiềm á là chỉ đo thời điểm này là mới phù hợp nhất nè. Đo chất sáng là nó không chuẩn. Đó, nè, hôm nay pH này hiện tại giờ nó cũng ổn nè. Lấy cái bảng xoa màu ra. 80 pH nó nằm đâu vậy? Đâu đâu thấm đâu. Bên này. pH này cũng còn không 70 à. 75 à. Nằm qua khoảng này nè. Né qua khoảng này nè, thấy không? Nó gần 8. Nói chung cái này cũng đạt rồi đó. Cũng tương đối, nhưng mà này ví dụ trong vô mà nó có cái trường hợp mà thấy nó biến đổi gì gấp đó là ta lại là đo nó kiểm tra. Sao vậy không phải không? Sao vậy? Hoặc bị độc tố rồi này kia thì mình tự lên được cái màu dần 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 phải cái đó không? Ừ. Cái đó test đó, đó. pH mà dần này hả? Màu đó chúng nó đó. Đây, 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 bên đây bên đây nè. Ừ. Phải pH nãy đâu rồi mà ơi nó để chữ pH có gần nãy nào ba cho thi nè. Ừ, nên màu ba đây nè, màu ba nè, gì để vô hộp nó rồi đó, nè ba rồi vô cái dạng là không có dư ngự trị trong ruộng.